Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quỳ Phương đã đi kiểm tra thực tế cả khu vực khoáng sản trên địa bàn xã Lộc Điền và Lộc Bổn, huyện Phú Lộc. Cùng đi còn lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc. Theo báo cáo, Công ty Cổ phần Khai thác Đá Thừa Thiên Huế, đơn vị được cấp phép khai thác dự án khai thác khoáng sản đá Grabo làm ốp lát tại khu vực thôn Quê Chữ, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc với diện tích 5 hecta, công suất khai thác 3.000 mét khối một năm. Hiện nay, công ty đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề bãi thải làm ảnh hưởng đến việc mở rộng mặt bằng khai thác và khó khăn trong công tác khai thác. Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Xuân Huế được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép khai thác khoáng sản đá làm ốp lát tại khu vực thôn Bạc Sơn, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích được tiếp tục khai thác 10,2 hecta, công suất khai thác 47.732 mét khối đá ốp lát một năm. Qua kiểm tra thực tế cả khu vực khoáng sản tại huyện Phú Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quỳ Phương yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cả cơ quan đơn vị liên quan và chính quyền địa phương ra soát lại cả quy định pháp lý liên quan đến cả khu vực khai thác khoáng sản của cả công ty và đánh giá cụ thể số liệu cả khu vực mỏ khoáng sản nằm trong quy hoạch. Đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và giúp đỡ để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc do doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quỳ Phương đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị địa phương cần nêu cao trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý khoáng sản phải chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tổ công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.